Ngô từ từ đâu chứ ngô từ nhiều đâu ta. Con ơi mẹ nó nè được không? Sau hơn một tháng nằm lạnh lẽo tại đất Campuchia, thì ngày hôm nay người thân của anh Được đang thực hiện các thủ tục hỏa táng. Và đây là thi thể của anh đang nằm yên nghỉ tại một ngôi chùa ngay tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. 3 tháng trước, anh đã theo chân một số đối tượng từ Việt Nam sang Campuchia với chiêu dụ việc nhẹ lương cao. Và sau đó thì anh bất ngờ sa chân vào các đường dây buôn bán người. Sau những ngày đánh đập và bây giờ đây là số phận của anh. Người thân đang tìm cách đưa anh trở về quê hương dù là một nắm tro tàn. Mến chào quý cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì Phong Bụi đang từ thành phố Hồ Chí Minh di chuyển về lại Bình Thuận. Và Phong đang đi cùng với anh Lụm là người anh ruột của anh Được. Thì vừa rồi thì Được có sang bên Campuchia làm việc á. Và sau đó thì bị bỏ mạng ở bên xứ người. Suốt một tháng qua thi thể của anh đang nằm vắng vương bên đất nước Campuchia. Và hôm nay thì mọi người đang đưa cái hũ tro cốt trở về. Trên tay của anh Lượm thì đang cầm cái tro cốt của em trai mình. Thì cái cảm xúc hiện giờ của anh như thế nào anh? Dạ nói chung là vui mừng, nhờ cũng mạnh thường quân rồi cũng giúp đỡ điều kiện tạo cho gia đình qua đó để lấy tro cốt của em của tôi về rồi vậy. Theo như mô tả của người thân á thì hồi xưa lúc mà anh Được còn sống á, thì anh rất là to. Dạ. To hơn anh luôn hả? Dạ. Và bây giờ thì mọi người thấy ngày trở về của anh á là chỉ là một cái nhấm tro tàn thôi à. Nhưng mà được một chút nhấm tro tàn này là một cái hành trình khá là vất vả. Chắc có lẽ mấy anh em mình lên xe cho tiếp tục trò chuyện dễ hơn ha. Dạ. Dạ. Rồi mình sẽ trên đường đi vừa trò chuyện luôn nha cô bác anh chị. Bây giờ thì từ Sài Gòn mà mình di chuyển về quê của anh Được á thì tầm khoảng hơn 3 giờ đồng hồ. Và đêm hôm qua thì anh Lụm đã khá là vất vả khi mà từ Campuchia trở về. Cái hành trình vừa rồi đối với anh á là một hành trình nó khá là gian nan. Anh có thể chia sẻ với mọi người là mình đi sang Campuchia những ngày đó như thế nào anh? Nói chung đi sang Campuchia những ngày đó nói chung nó cũng sợ một phần nói chung cũng lo lắng, nhưng mình cũng vẫn cố gắng để đưa em mình về Việt Nam. Vừa rồi thì mình hết hạn passport, hộ chiếu, cho nên là mình không có đồng hành chung với gia đình để sang Campuchia để lo cái thủ tục. Tuy nhiên thì rất là cảm ơn chị Hồng và cũng như là cô Ba, hai người quen của mình ở bên trong bên Campuchia đã hỗ trợ nhiệt tình. Thậm chí là suốt 3 ngày để làm cái giấy tờ cũng như là thực hiện cái việc là thiêu thi thể của anh Được á, thì hai mẹ con của cô Ba là gần như là bỏ hết tất cả các công việc để hỗ trợ giùm. Có một cái điều mà mình muốn chia sẻ với mọi người, khi mà quá trình mà tìm được xác của anh Được á đang ở đâu và tới cái quá trình mà thiêu á, thì rất là nhiều câu chuyện mà bản thân mình nghĩ rằng nó sự may mắn. Cái đầu tiên, khi mà mình đọc một cái mẫu tin ở trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh viết về câu chuyện có một gia đình họ phát hiện ra một cái thi thể ở bên Campuchia và họ nghi vấn rằng là đó là thi thể của người thân, và mình đã nhờ cô Ba và chị Hồng, một người quen của mình bên Campuchia, đến cái chùa đó để xác minh có phải là thi thể đó là thi thể của anh Nguyễn Xuân Được hay không, tức là anh trai của anh Lụm đang ngồi phía sau á. Thì khi mà chị đến ngôi chùa đó thì chị hỏi cái người bảo quản cái nhà xác á, thì người ta họ trong cái sắp giấy tờ hồ sơ bỗng dưng nó rớt cái tờ giấy ra, và đúng cái hình ảnh vừa mới đặt với cái nhà xác là hỏi thăm là có thi thể nào tên là Nguyễn Xuân Được hay không, thì hồ sơ tự nhiên nó rớt hình ảnh ra mà khiến khá là giật mình nha. Rồi trong quá trình mà đi làm giấy tờ để quả thiêu á, thì bản thân anh Lụm anh cũng cầu nguyện rất là nhiều, cầu nguyện cho em trai mình được sớm về Việt Nam. Và khi mà cầu nguyện thì mọi chuyện nó diễn ra rất là êm xuôi. Anh thể kể cho bà con cô bác được rõ hai cái chi tiết đó để mọi người hiểu hơn không anh Lụm? Dạ, nói chung thì những người làm ở nhà đốt xác đó vẫn nói
Nói chung là nhiều những cái xác khác thì nói chung đốt là nó cũng hơi lâu. Mà sao em của tôi á, nói chung là đốt là nó hơi nhanh. Mà trong khi đó vẫn là đang trong thời kỳ trong nhà giữ xác đưa ra rất là đông đá. Nói chung mình cũng không hiểu giờ chuyện tâm linh như thế nào, nhưng mà mình cảm nhận được là một cái điều gì đó nó khác lạ. Dạ. Cái hôm mà anh Từ ở ngoài Bình Thuận á, anh đi vào Sài Gòn và anh đặt chân sang Campuchia, cái tâm trạng lúc đó như thế nào? Nói chung cái tâm trạng lúc đó nó lo lắng và nói chung muốn nôn, muốn để gặp người thân của mình để đem về Việt Nam. Và đây là một cái chuyến đi nước ngoài đầu tiên đúng không anh? Dạ đúng rồi. Sang cái đất nước Campuchia thì những cái ngày đầu tiên anh ở đó, cái tâm trạng của anh khi mà cứ hồi hộp chờ được đến cái nhà xác á, và anh vào nhà xác anh thấy được khuôn mặt của em trai mình, lúc đó anh muốn chia sẻ điều gì nhất khi khoảnh khắc đó? Nói chung tới lúc đó khi mà đưa ra mình nhận được em của mình là nói chung lúc đó mình mừng, mình vui, nó lại một phần mình yên tâm hơn nữa. Có một cái thực sự là em nghĩ rằng nếu mà càng tốt thì đưa toàn bộ cái thi thể về cho gia đình, cho mẹ của anh được chứng kiến đúng không? Dạ. Nhưng mà do điều kiện về địa lý cũng như là kinh tế thì ngày hôm nay trên tay anh á là những cái tro cốt của em trai mình. Khi mà nếu chút nữa anh về á, anh đưa cho mẹ anh xem á, thì anh có nghĩ là bà sẽ ngất xỉu không? Dạ nói chung mình cũng không biết được cái cảm xúc lúc đó như thế nào. Tại vì em thấy chứng kiến một cái hình ảnh đó, trong suốt những cái ngày anh ở bên Campuchia thì mẹ anh cứ nằm ở trước bàn thờ rồi chập chờn nửa đêm. Và chị em gái của anh thì hay gửi hình cho em xem là một bà mẹ cứ ngóng nhìn về cái hướng phía Tây á, phía bên Campuchia để chờ con trở về. Những ngày đó thì anh ở bên xứ bên đó anh đang làm thủ tục á, anh bắt gặp những hình ảnh đó thì anh thấy như thế nào? Dạ nói chung một phần cũng lo cho mẹ ở bên đây, sợ nhiều khi lớn tuổi rồi nó xảy ra những cái gì biến cố gì đó, nói chung mình lo cũng lo lắng. Anh em mình quay trở lại câu chuyện lúc trước, cái anh có thể cho mọi người rõ hơn về cái cuộc sống của em trai mình, anh được như thế nào lúc trước khi mà đi sang Campuchia? Dạ nói chung trước chưa đi qua bên Campuchia thì ở đây cũng làm cũng đi biển rồi vậy á. Chia sẻ với mọi người á là những bạn thanh niên mà lớn lên ở làng biển á thì hay đi làm cái nghề đánh bắt ở ngoài biển Đông, và gia đình của anh Được là một trong những gia đình có truyền thống đánh bắt, và cứ mỗi mùa biển á mà biển lặng á thì khoảng 6 tháng thì đi đánh bắt. Có những cái chuyến biển khi mà đi ròng rã một tháng ấy, thì may mắn thì lời kiếm được cái chi phí tiền công khoảng từ 6 triệu cho đến 12 triệu, có khi là trắng tay, cho nên là cái cuộc sống ở làng chài, ở làng biển nó rất là khó khăn. Từ đó thì anh muốn có một cái giấc mơ đó là phụ giúp ba mẹ cũng như là thay đổi cuộc sống, thì tình cờ lên trên mạng và sau đó thì tìm kiếm việc làm. Đến lúc mà tìm kiếm việc làm thì bị người ta dụ dỗ đi sang Campuchia để làm việc liên quan đến game. Và sau đó thì anh sa chân vào một cái đường dây buôn người. Và trước cái ngày mà anh mất mạng á thì anh liên tục gọi điện thoại về nói với người thân rằng là ở bên này bị người ta bỏ đói, bị người ta tra tấn và rất là khủng khiếp. Thời điểm đó thì gia đình của anh Được đã vay mượn cái số tiền hơn 5 mấy triệu để chuộc. Nhưng mà sau đó thì anh Được nói là dù có chuyển tiền đi chăng nữa thì người ta vẫn không thả. Cho nên là anh khuyên gia đình thôi dừng lại cái việc đó, và anh tiên lượng rằng vài ngày nữa anh sẽ bỏ mạng. Nếu như anh mất tích không liên lạc được thì nhắn nhủ với gia đình là hãy liên hệ với chính quyền địa phương để thông báo về cái việc là anh bị mất tích bên Campuchia. Anh có nhớ là những cái ngày cuối cùng khi mà anh em trai của anh còn sống á thì ai là người giữ đâu liên lạc và anh nhắn những lời nhắn như thế nào anh Được, anh Lâm? Dạ nghe nói là điện, nhất là điện nhiều về cho đứa em gái ở nhà, nhắn em rồi nhắn đứa em gái là anh rồi có lỡ không liên lạc được rồi nhớ đi trình báo chính quyền rồi vậy.
Còn lỡ mà anh có ấy rồi, nói chung gia đình cũng khó khăn. Lỡ anh có ấy rồi, cũng nói chung gia đình có qua lấy xét về được thì lấy, còn lấy không được thì cứ bỏ đi. Chứ anh biết ở bên đây đi lấy xét về nó chi phí nó cao lắm. Và khi nghe cái điều anh biết được rằng là anh sẽ chết ở bên đất Campuchia, thì gia đình mình có nghĩ anh nói thật hay là anh đang hoang mang tâm lý mà anh nói đùa? Dạ, cứ gia đình nói chung cũng tưởng nói đùa vậy thôi chứ không có nghĩ là thật. Và đến khi nào mà mình mới nghe tin là anh mất à? Dạ, đến chiều tối khuya vậy á. Chiều tối khuya? Là cái buổi hôm đó nói chuyện là tối đó là biết được anh mất? Mai phi lại. Tức là ngày 5 tây tháng... 6, 6. 6 tây tháng 6. Dạ. À, cách đây khoảng 1 tháng. Hôm nay thì đưa cho cốt anh về là tròn trịa là 1 tháng 2 ngày. Dạ. Và lúc đó mà ngày 8 tây tháng 6 mà biết anh mất là qua phương tiện nào? Dạ, qua nghe tin của Halo La Di đăng lên. Là mình thấy một cái thông báo. Thông báo của Campuchia, của cảnh sát Campuchia đưa về. Là mất xác, là có một thi thể tên là Nguyễn Xuân được như vậy đó. Dạ dạ. Trong cái thông báo của cảnh sát hoàng gia Campuchia có nói rõ là thi thể mất tại một công ty công nghệ ở thuộc thành phố cảng Sihanouk nằm trong khu Chinatown, tức là cái nơi mà mình đã từng chuộc ít nhất là 3 bạn. Nơi đó là được gọi là thủ phủ của người Trung Quốc á, tại vì nó có hàng rào và rất nhiều người Trung Quốc ở Campuchia sinh sống ở bên trong khu vực đó. Và nguyên nhân chết đó là treo cổ tự tử. Đến bây giờ thì khi mà anh nhìn lại thi thể của người em trai anh á, thì thấy có vị trí thắt cổ. Dạ, nói chung cũng bỏ nhà xét lâu rồi, nó cũng đông cứng rồi nên mình không có kiểm tra kỹ được. Thì vâng, nó nằm cố định rồi, mình không có thể nào như người bình thường mình lật qua lật lại để xem được. Nhưng mà anh có nghĩ rằng là em anh bị đánh hay là nghĩ quẩn quá thì tự động treo cổ quyên sinh? Dạ, nói chung thì trước khi chết nó cũng nói là nó tự dặn, mà mình cũng không biết là nghi nhân chết là sao. Thôi bây giờ thì dù gì anh cũng mất rồi, cái việc mà tìm ra nguyên nhân á, nó cũng chẳng giải quyết vấn đề gì ha. Mình cứ cho rằng là cái anh bắn số đi cho nó dễ, cho nó nhẹ nhàng. Dạ. Và em nhớ rất là khoảnh khắc mà khi mà gia đình mình nói rằng là muốn đưa thi thể của anh Được về nhưng mà không có đủ điều kiện kinh tế. Thời điểm đó người ta báo giá là 132 triệu đúng không? Dạ. Và anh trai anh, tức là anh Chín, ở nhà mình có một người anh hai. Dạ, tức đúng anh Chín. Chín đúng không? Dạ. Và anh Chín là nói là anh sẽ sẵn sàng là bán hết tất cả tài sản để anh đưa thi thể của em mình, và anh nguyện cầu là anh cạo đầu chọc lóc à. Thì anh đó, những ngày đó thì anh Chín anh có chia sẻ gì với anh khi mà anh đi sang Campuchia không? Thì anh cũng dặn dò qua bên đó rồi nhớ nhìn em cho kỹ, rồi phải đưa em về đây để gặp cha gặp mẹ anh em. Anh cũng dặn dò từng ly từng xí. Khi mà anh thăm, anh nhìn thấy khuôn mặt của em trai mình á, và anh gửi những cái bức hình thi thể về cho gia đình, thì trong tất cả những cái người tiếp nhận thông tin đó thì ai là người mà khiến anh thấy xúc động nhất? Mẹ, ba, anh, chị, em gì? Nói chung là mọi người trong gia đình, nhất là cha mẹ. Mẹ thấy mẹ mừng lắm không? Một phần mừng, một phần nói chung cũng khóc đồ, cũng nói chung thương xót con. Tính hôm nay thì anh từ quê đi vào Sài Gòn qua Campuchia là hôm nay là ngày thứ tư đúng không? Dạ đúng rồi. Ngày thứ tư là riêng 4 đêm ròng rã làm những người thân ở Bình Thuận là không ngủ, ở La Ghi không ngủ. Bây giờ thì mình đang di chuyển về quê của anh, và trên tay của anh Được, ở trên tay của anh Lụm thì đang ôm cái hũ tro cốt. Và mọi người hình dung như thế này, khi mà anh rời bỏ quê hương á, với một cái giấc mơ đó là sang Campuchia để thay đổi cuộc sống, và ngày hôm nay thì anh trở về quê hương với một cái nhóm tro tàn thôi à. Ở nhà thì mọi người cũng đang chuẩn bị hậu sự hết rồi, đang đào một cái huyệt và sẽ đặt cái hũ tro cốt của anh ở một cái nghĩa trang ở quê hương. Và mình nghĩ rằng đây là một cái mà giúp cho anh được an nghỉ và cũng như được ấm lòng trên quê hương. Tại vì suốt một tháng qua lạnh lẽo ở xứ người rồi, lạnh lẽo vì không có người thân, lạnh lẽo vì thi thể vẫn còn đang quấn và đang đặt ở trong cái nhà xác bên Campuchia. Và anh là một trong số
ít người may mắn là được đưa thi thể tro cốt về Việt Nam. Còn hiện giờ trên Campuchia còn hàng chục, thậm chí hàng trăm người Việt mình bỏ mạng mà không có thân nhân. Thì cái nơi mà nhà xác á, thì có rất là nhiều xác của người Việt Nam. Thì anh có thể chia sẻ cho bà con có biết bác được rõ là ở bên đó nó như thế nào, cái nhà xác mà lưu giữ cái tro cốt của em trai mình á. Nói cái nhà xác nói chung nó chứa được nhiều người lắm, nhưng mà tất cả các nước, đủ thứ người, các nước nói chung là nước ngoài của các nước thì nhiều lắm. Và anh, khi mà anh vẫn nghe ở bên đó, anh có thấy là có những cái thi thể nào giống như em trai mình không, cũng bị chết ở trong các cái khu công ty Trung Quốc, bị chết trong các cái đường dây buôn bán người và đưa về đó? Có, cách đây cũng mấy ngày cũng có một chị gái đó cũng dân Cam, cũng người Việt Nam mà cũng qua Campuchia, cũng làm như được ở nhà, cũng bị treo cổ gì á, nhưng mà báo tin treo cổ nhưng mà cũng không biết lý do là chết như thế nào, cũng đưa tới nhà thiêu cũng được như vậy á. Bây giờ thì về nhà thì cũng tương đối gần rồi, chắc có lẽ thì chút ở đây thì mình sẽ cho mọi người xem những cái cảm xúc của người thân khi mà đón nhận anh được trở về như thế nào nha. Và cảm ơn mọi người luôn luôn đồng hành mấy anh em tụi mình trong suốt khoảng thời gian qua.